Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhãn là một trong những loại trái cây mùa hè được nhiều người yêu thích. Loại trái cây này ngon miệng, có thể chế biến thành những loại đồ uống thức ăn đa dạng, đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe và Đời sống. Cải thiện hệ thần kinh từ quả nhãn. Đối với những người mắc các chứng bệnh liên quan đến hệ thần kinh, nhất là trầm cảm, nhãn được xem là một dược liệu rất hữu hiệu. Nhãn có tác dụng giúp cho các dây thần kinh thư giãn cũng như tăng cường chức năng hoạt động của chúng. Do vậy mà ăn nhãn cũng có thể đẩy lùi chứng mất ngủ. Ngoài ra, uống nước đun sôi để nguội với long nhãn sẽ có tác dụng chống suy nhược thần kinh do mệt mỏi, ốm yếu, đau nhức và kiệt sức. Tác dụng làm đẹp từ quả nhãn. Giống như trà xanh, nhãn cũng có chứa các chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của bạn. Nguồn vitamin C dồi dào trong những quả nhãn có tác dụng làm đẹp da, giảm sưng tấy trên bề mặt da. Kết hợp với các chất khác như sữa tươi để đắp lên da sẽ làm da mịn màng và sáng đẹp. Đặc biệt là rất tốt cho vùng da mỏng manh nhạy cảm ở xung quanh mắt. Rửa mặt hàng ngày bằng nước cốt nhãn pha loãng với nước cũng đạt kết quả bất ngờ. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng từ trong hạt nhãn được chiết xuất ra có tác dụng làm mượt tóc. Chất saponin trong hạt nhãn làm tóc mượt mà, bóng khỏe, hạn chế tóc hư tổn, vì vậy có thể dùng thay thế dầu gội đầu. Long nhãn với sức khỏe. Long nhãn là vị thuốc quý được chế biến từ cùi của quả cây nhãn, vị ngọt, bổ tỳ vị, bổ hư, tăng cường trí tuệ. Y học hiện đại qua nghiên cứu đã phát hiện trong long nhãn có đường gluco, đường saccharolipid, nhiều vitamin và các nguyên tố vô cơ như canxi, phốt pho, sắt. Nghiên cứu về dược lý cho thấy, long nhãn có tác dụng bổ huyết, chống biếng ăn, bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ các vấn đề về tim mạch, bổ máu, chữa mất ngủ, giảm trí nhớ. Ngoài việc dùng để nấu chè còn có thể nấu cháo, ngâm rượu, thả vào trà xanh ăn trực tiếp đều rất tốt cho cơ thể. Món ăn quý, chè hạt sen long nhãn. Chè hạt sen long nhãn là thứ đầu tiên phải kể đến trong những món ăn từ quả nhãn. Chè sen long nhãn là một trong những loại chè được tiến vua, không phải chỉ vì độ ngọt thanh mà còn có giá trị bổ dưỡng cao, nhất là với tình trạng suy nhược cơ thể hay mất ngủ. Để chế biến món chè này, bạn cần cho hạt sen ninh cho chín nhừ, lưu ý không ngoáy hoặc ninh quá lâu khiến hạt bị chín và vỡ nát. Về phần nhãn, bạn phải khéo léo bóc bỏ hạt, nhồi hạt sen đã ninh nhừ vào thay cho hạt nhãn. Pha chế nước ninh hạt sen ngọt vừa ăn, thả nhãn đã bọc nhân sen vào đun khoảng 10 phút để nước chè thơm mùi nhãn là có thể thưởng thức. Những lưu ý khi ăn nhãn. Theo các chuyên gia, chúng ta chỉ nên ăn 200 đến 300 g nhãn mỗi ngày. Với mức độ này sẽ giúp đảm bảo cung cấp đủ lượng chất dinh dưỡng cần thiết và cơ thể dễ dàng hấp thụ hiệu quả. Nếu ăn vượt quá lượng cho phép, bạn dễ bị nóng trong, dẫn tới nổi mề đay, rôm sẩy. Nhãn có chứa một lượng đường lớn, chúng ta nên ăn với một số lượng vừa phải để tránh tăng đường huyết. Đặc biệt với người có bệnh tiểu đường thì ăn nhãn không có lợi, vì ăn nhãn khiến đường huyết tăng cao đột ngột, rất nguy hiểm. Hơn nữa, người thừa cân béo phì, người muốn giảm cân cũng nên hạn chế ăn nhãn. Cách lựa chọn nhãn tươi ngon. Để lựa chọn được những quả nhãn tươi, ngon ngọt, các bạn cần chú ý nhiều đặc điểm từ mùi, vị đến hình thức bên ngoài của vỏ cuống. Mùi nhãn chín tự nhiên và tươi mới sẽ luôn có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Nếu bị ủ với hóa chất bảo quản quá lâu, nhãn sẽ mất mùi thơm. Vị, nhãn ngon có vị ngọt tự nhiên, hạt nhỏ, cùi giòn và khô ráo. Nhãn để quá lâu hoặc bị ủ chất bảo quản sẽ mất dần độ ngọt, cùi nhãn nhũn nước. Quả, những nhánh nhãn chính đều có quả to tương đối đều nhau, vỏ quả có màu vàng sậm, sờ thấy hơi sần và trông rất dày dặn. Cành lá, nên mua nhãn được cắt cả cành, còn lá xanh, cuống nhãn tươi và cứng cáp, tuyệt đối không nên mua những quả nhãn đã rụng khỏi cành. Phòng và điều trị táo bón sẽ là chủ đề chính có trong chương trình ngày mai. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn.